trên website của Kia Việt Nam, vừa bổ sung một phiên bản Celtics mới là 1.4X Lite giá 709 triệu. Tuy nhiên, thông tin chính thức về phiên bản Celtics này hiện chưa được Taco Auto xác nhận. Theo như thông tin trên website của Kia, bản X-Lite sẽ có một số đặc điểm nhận diện ở ngoại hình như ốp cản trước, cản sau của gói X-Lite, nẹt hông và mũi xe có viền cam, phanh trước cũng được sơn màu cam. Bản này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED điều chỉnh theo góc lái, có bật tắt tự động, đèn sương mù LED, gạt mưa tự động, gương chỉnh điện, sấy, nhớ vị trí. Nội thất xe cũng có gói X-Lite với áo ghế theo logo gói này, bọc cần số chỉ bạc cùng logo Celtics trên vô lăng. Ghế xe bọc da xanh Indigo Pearl là điểm khác biệt so với ghế của bản GT-Line. Bản X-Line cũng có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại tương tự bản GT-Line như màn hình 7 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm 10.25 inch, 6 loa, vô lăng chỉnh điện, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, phanh điện tử, rèm che nắng hàng sau. Một số trang bị an toàn nổi bật trên Kia Celtics 1.4X Line theo như website sẽ gồm cảnh báo điểm mù, camera 360 độ. Cảm biến va chạm sau và 6 túi khí. Kia Celtics X-Lite sử dụng động cơ 1.4 tăng áp có công suất 138 mã lực, mô men xoắn 242 Nm dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có 3 chế độ lái. Những thông số và trang bị trên được đăng tải trên website, nhưng chưa được Taco xác nhận nên chưa chắc chính xác với mẫu xe thực tế. Trong tháng 6 vừa qua, tại Việt Nam Celtics là hai đại diện của Kia góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6. Tương tự đàn em Sonet, Kia Celtics cũng tìm lại sức hút trong tháng 6 với 803 xe bán ra, tăng 353 xe so với tháng 5, và kết thúc nửa đầu năm 2023 với tổng cộng 3.304 xe bán ra. Kia Celtics hiện có tới 8 phiên bản, giá bán từ 599 đến 719 triệu.